Truyền hình Việt Đức TV tại Cộng hòa Liên bang Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự tổng hợp cuối tuần của chúng tôi hôm nay gồm những tin chính sau đây. Trước hết xem điển tin hoạt động người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị và các bạn, dư luận cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đang rất quan tâm đến kết quả của Diễn đàn Kinh tế Việt Đức do Đại sứ quán tổ chức vào ngày 22 tháng 6 2016 vừa qua. Bởi đây là lần đầu tiên Đại sứ quán nước ta tổ chức Diễn đàn Kinh tế. Không những thế, diễn đàn còn được nhiều bộ, nhiều ngành kinh tế của Đức và Việt Nam đều quan tâm và có tới gần 400 doanh nghiệp đến tham dự. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân cho rằng, chính trị và kinh tế là hai chân của một cơ thể. Hiện nay, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức phát triển rất tốt, đang tạo đà cho kinh tế phát triển. Tuy vậy, các doanh nghiệp người Việt và người Đức vẫn chưa tận dụng được cơ hội này. Và gần đây, ngày 9 tháng 7 năm 2016, trong một cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hiền cho chúng tôi biết thêm. Cái hội thảo này là cần thiết, là rất quan trọng. Và hiện tại thì tình hình kinh tế và chính trị Việt Nam với Đức là đi không song hành. Dạ. Chính trị tốt nhưng kinh tế không tốt, đang đi khập khiễng. Dạ. Đi khập khiễng là bước đi không đẹp. Bước đi không đẹp và không chuẩn. Nếu như chúng ta không tìm các biện pháp khích lệ phát triển kinh tế để song hành với chính trị, thì một ngày nào đó chính trị tự dưng họ automatic dừng bước để chờ đợi kinh tế. Và như vậy là đấy là một bước tiến lùi. Ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh thêm cần phải có bước ngoặt lịch sử về phát triển kinh tế, nếu không thì tôi cho là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính trị. Theo quan sát của chúng tôi, sau Diễn đàn Kinh tế Việt Đức, nhiều doanh nghiệp người Việt ở Đức đã triển khai kết nối với doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước. Nhiều hàng hóa của Đức đã chuyển về Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thâm nhập vào thị trường Đức và bắt đầu đã có những tín hiệu hết sức đáng mừng. Tin từ công ty Lê Hốp. Vừa qua, công ty Lê Hốp là một công ty thành viên của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, có địa chỉ trong khu công nghiệp Koppenkathen, đã sản xuất thành công giá đỗ với khối lượng lớn. Đây là sản phẩm thứ ba sau sản phẩm thịt vịt quay và đậu phụ đóng gói trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Điều đang nói ở đây là các sản phẩm của Lê Hốp đều được các cơ quan chức năng của Đức cấp chứng chỉ để đưa vào các trung tâm thương mại buôn bán lớn như Z-Cross, Metro, v.v. Và trước hết là cung cấp cho các nhà hàng Imbit, Bistro, dịch vụ ăn uống của người Việt Nam tại nước Đức và các nước trong Liên minh châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, công ty Oikonew, cái nôi nghề neo của người Việt Nam ở Đức, đấy là đầu đề trong một phóng sự đăng trên truyền hình Việt Đức TV trong thời gian vừa qua. Công ty Oikonew là doanh nghiệp buôn bán lớn chuyên cung cấp thiết bị mỹ phẩm dành cho ngành neo do chị Nguyễn Thị Hạnh làm giám đốc và anh Nguyễn Văn Ngọc là phó giám đốc điều hành. Công ty Oikonew được nhiều người ghi nhận là một cái nôi về nghề neo của người Việt Nam ở Đức bởi từ những năm 2002-2003, công ty đã tổ chức những lớp đào tạo cho hơn 300 thợ làm neo khi đó còn ở thành phố Dresden. Từ những người thợ đầu tiên ấy, bà con ta truyền nghề cho nhau thành hàng nghìn người biết nghề neo và mở tiệm làm neo trên khắp nước Đức. Theo đánh giá của nhiều người, ở nước Đức có tới 80% số tiệm neo là người Việt Nam làm chủ. Trong những thành công ấy có sự đóng góp không nhỏ của công ty Oikonew. Hiện nay công ty Oikonew là một doanh nghiệp làm ăn rất vững vàng, có những sản phẩm đặc biệt mang tên thương hiệu Oikonew. Ngày 26 tháng 6 và ngày 9 tháng 7 2016 vừa qua tại Berlin, nhiều hội đoàn người Việt Nam ở Đức đã thống nhất thành lập ban tổ chức chuẩn bị cho việc lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và cử hành đại lễ cầu siêu cho các vong linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam. Ban tổ chức do ông Mai Ngọc Yên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh làm trưởng ban và Chủ tịch các hội đoàn làm phó ban phụ trách các phần Việt của đại lễ. Đặc biệt năm nay có các Hòa Thượng Thích Tịnh Quang chủ trì Chùa Khung Việt ở Pháp Quốc, Hòa Thượng Thích Từ Nhơn chủ trì Chùa Từ Ân, Đại Đức Thích Pháp Nhẫn chủ trì Chùa Phổ Đà cùng đồng hành cử hành đại lễ cầu siêu cho các vong linh anh hùng liệt sĩ. Để thuận lợi cho bà con, ban tổ chức sẽ dựng một nhà bạt lớn ngoài trời có sức chứa từ 500 đến 700 người tại sân Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin. Ban tổ chức kính mời tất cả bà con đến dự và kính mời các gia đình có thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh sớm gửi danh sách để lập sớ cầu siêu. Thời gian bắt đầu từ 15 giờ ngày 24 tháng 7 2016, địa điểm tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin.
Tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, nổi bật trong thời gian vừa qua là ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cúi đầu nhận lỗi và chấp nhận đền bù 500 triệu đô la cho việc xả thải chất độc ra môi trường biển. Đây là vụ việc Việt Nam đấu tranh bảo vệ môi trường đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay. Việc buộc công ty Formosa nhận trách nhiệm và buộc họ phải đền bù là việc không dễ. Để có sức thuyết phục, Việt Nam đã phải huy động hàng trăm chuyên gia, các nhà khoa học cả trong và ngoài nước vào cuộc. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu ta không bình tĩnh, không quyết liệt, không có bằng chứng khoa học và cụ thể, và đấu tranh không khôn khéo, thì không dễ dàng gì buộc được Formosa nhận lỗi. Tuy vậy, dư luận trong và ngoài nước vẫn không yên lòng, vì sau khi nhận trách nhiệm thì Formosa sẽ khắc phục như thế nào? Và các cơ quan chức năng giám sát ra sao để Formosa không tiếp tục xả thải chất độc ra môi trường nữa? Về đền bù, mặc dù 500 triệu là không nhỏ, nhưng so với những gì mà Formosa hủy hoại môi trường, làm cho đời sống của gần 4 triệu người dân sống theo ven biển của 4 tỉnh miền Trung là quá bé nhỏ, ví như hạt muối bỏ xuống biển. Và nếu số tiền đó sử dụng không có hiệu quả, thì chỉ sau một thời gian ngắn, nhân dân khổ vẫn hoàn khổ, còn biển chết đến bao giờ chưa ai xác định chính xác. Dư luận cộng đồng đang mong muốn các cơ quan nhà nước phải sớm làm rõ trách nhiệm, và xử lý nghiêm khắc những ai phụ trách cơ quan nào đã tạo kẽ hở để Formosa xả thải chất độc, hủy hoại môi trường, làm điêu đứng đời sống nhân dân 4 tỉnh miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự tổng hợp cuối tuần của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị các bạn sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp được ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 4 năm 2014, nhà báo Huy Thắng Việt Kiều Đức đã sáng tác bài hát Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi. Bài hát như trải nỗi lòng của những người con đất Việt dù sống ở nơi đâu, vẫn luôn luôn hướng về biển đảo của quê hương. Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi, chúng con đã về đây, dù ở nơi đâu không quên mảnh đất này. Ngàn trùng khơi biển đông sóng gió, quần đảo của ta đó Trường Sa. Bài hát với lời giản dị nhưng khi cất lên là lời khẳng định về chủ quyền và quyết tâm của cả dân tộc cùng các chiến sĩ hải quân gìn giữ vững chắc mảnh đất thiêng liêng ngoài biển khơi phía mặt trời, nơi biên cương của Tổ quốc Việt Nam. Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi, chúng con đã về đây, dù ở nơi đâu không quên mảnh đất này. Giữa ngàn trùng khơi biển đông sóng gió, quần đảo của ta đó Trường Sa, Hoàng Sa.
Việt Nam ta, Trường Sa chủ quyền Việt Nam ta, mảnh đất ân trang ngàn đời để lại, giữa đảo quê hương bao lớp người đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ cờ mãi mãi.